Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game Anime Spirit. Rồi ok, hiện tại là admin mới cập nhật một cái sức mạnh mới vào sự kiện Halloween. Đó chính là sức mạnh linh hồn của Itachi thuộc dạng thần thánh nha. Và nó bán ở trong cái shop Candy nè, trên hòn đảo West City biển 1. Cái con NPC này nó nằm chính giữa cái hòn đảo luôn anh em ạ. Ở đây anh em cũng có thể thấy là có thú cưỡi Kaido nè, sức mạnh linh hồn của Itachi nè, và cái nguyên liệu dùng để thức tỉnh sức mạnh của Itachi. Nói chung nếu mà anh em muốn mua những cái này thì cần phải có candy, đó chính là kẹo anh em có thể lấy được từ trong cái dungeon Halloween. Để mình chạy lại chỗ đó cho anh em xem nha. Anh em lưu ý cái sự kiện Halloween này nó sẽ có giới hạn thời gian đấy, nên là tranh thủ lấy được những cái sức mạnh này càng sớm càng tốt, nếu không nó hết sự kiện là anh em không có cơ hội lấy. Khi mà đi cái dungeon Halloween này thì một lần win anh em sẽ nhận được khoảng tầm 70 mấy 80 kẹo gì đó, cũng khá là nhiều. Để một hồi mình sẽ đi cho anh em xem. Giờ thì trước tiên để mình thử thú cưỡi rồng Kaido cho anh em xem nha. Đấy, xịn sò chưa? Nói chung là nó như cái đám mây mình hay cưỡi anh em, nhưng mà cái đám mây thì phải mua bằng game pass, còn cái này thì miễn phí, anh em tranh thủ cày kẹo để đổi. Hồi nãy mình nhớ không lầm là cần 2.000 kẹo phải không? Nếu mà anh em mạnh mạnh á, đi cái dungeon nhanh thì đổi cũng không có gì khó khăn. Đây là đảo làng lá cấp 150. Mình qua đây là để thức tỉnh sức mạnh của Itachi. Nó nằm ở bên góc nè. Anh em thấy cái con NPC này chưa? Và khi thức tỉnh thì nó sẽ cần hai nguyên liệu. Những cái này anh em có thể mua ở trong cái shop kẹo. Không dài dòng nữa để mình thức tỉnh luôn nha. Đấy, vậy là đã mở phá chiêu thức thành công. Cái lúc mà chưa thức tỉnh thì chúng ta không có bất cứ một cái chiêu gì cả. Nếu mà phải thức tỉnh thì mới có được cái chiêu Full Susanoo nè. Trời ơi, đẹp nha. Anh em nhìn nè, Susanoo toàn chân thể của Itachi, cầm nguyên cái kiếm màu cam luôn. Quá ngầu anh em ơi. Được đấy. Để quay trở về cái hòn đảo Dragon Ball cấp 340 nè, mình sẽ thử chiêu cho anh em xem và chuẩn bị đi cái dungeon luôn. Ra ngoài đây có thể chịu hồi boss nè anh em, nhưng mà mấy con boss cũng không tới nỗi là mạnh lắm đâu. Mình sẽ chịu hồi con Gozo đi, để coi là Gozo có thể chịu được bao nhiêu chiêu thức của Itachi. Biến hình đó nha anh em, có cả đánh thường nè, nhưng mà sao đánh không trúng được cái con Gozo vậy? Anh em nhìn đi, chém hụt lớp hết trơn à. Xài chiêu E một hít là bay màu luôn. Trời, mình cứ tính nó yếu thì nó cũng yếu vừa vừa thôi, nhưng mà ai ngờ con Gozo này yếu quá. Chiêu E là gầm lên một cái, nhìn thì cũng khá là ngầu lòi đấy, nhưng mà không biết admin làm cái chiêu chém thường chi mà chém hoài không trúng à. Mà mình thấy chém thường nghe nó vô nghĩa lắm. Game này chủ yếu là xài chiêu thôi chứ đánh thường ít ai mà sử dụng. Goku Super Saiyan nè, cũng một hit là bay màu. Trời ơi, anh em nhìn cái chiêu Z đi, đẹp thực sự nếu mà. Đây nè, kinh chưa? Định chịu hồi boss ra nữa mà thấy boss yếu quá anh em ơi, tốn công tốn sức nên thôi không chịu hồi nữa đâu. Xài luôn cái chiêu ít. Sao chiêu này nhìn ảo vậy? Màn hình của mình nó chuyển sang màu trắng và long quạ từ trên trời nó rơi xuống quá trời đất. Đây chắc là cái chiêu ảo thực của Itachi anh em. Cẩn thận anh em xem clip bị dính ảo thật đấy. Ủa, chiêu C cho đơn giản vậy? Chém ra một cái cục lửa, khi mà trúng thì nó sẽ phát nổ. Phía trước mình có một cái bầy quái nè, để sử dụng nha. Đấy, chỉ có vậy thôi đúng không ạ? Bay màu đi nha Vegeta.
Xài à, chiêu tê luôn. Rồi ghê nha. Chiêu tê này được. Mình thấy Susanoo nó chém ra lửa đen anh em. Xong nó sẽ bốc cháy lên một cái nữa. Đấy. Xịn sò thực sự. Hay á chứ. Giờ thì mình sẽ vào trong cái dungeon Halloween để dùng cái sức mạnh Itachi đánh boss cho anh em xem. Để coi là đam của nó như thế nào và có khủng hay không khi mà đánh boss nha. Trước khi mà vào thì mình sẽ gồng chiêu của giác quỷ Gura lên. Gồng chiêu của vũ khí luôn. Cái sức mạnh này trong tập lần trước mình sử dụng cho anh em xem nè. Cũng trong sự kiện Halloween. Và cuối cùng là gồng chiêu của Susanoo. Và theo mình thấy hình như là khi mà sử dụng cái Susanoo này, mình không có đổi sang sức mạnh khác xài được nè. Nếu mình đổi sang sức mạnh khác thì nó sẽ biến trở lại bình thường. Đây là cái điểm bất tiện của Itachi Susanoo nha. Trời ơi, bay đặt màu mè chém thường chi. Con boss nó gõ cái bay màu anh em ơi. Thôi thôi dẹp cái chém thường đi ha. Từ từ để mình gồng chiêu của trái Gura lên lại. Thiệt cái tình chứ. Biết vậy bay vô xài chiêu cho rồi. Màu mè lại chém chém chi. Biến hình. Con boss đâu? Mình sẽ tung chiêu liên tục luôn. Ý, Susanoo này đam to vãi nè mà. Nhìn máu con boss nó giảm xuống kìa. Ghê thiệt luôn á. Như thế này chẳng mấy chốc mình tiêu diệt được. Để coi là cái thời gian mình săn là bao nhiêu nha. Lúc đầu vào tốn thời gian ở cái bước mà bay lại chém chém xong bị bay màu á nè. Phải gồng chiêu lại tốn thời gian khúc đó mới. Nhanh mà, cứ như thế này thì chưa tới 5 phút đâu mình tiêu diệt được con boss. Thậm chí là chừng 3 phút à. Nhào vô đây mà kiếm ăn. Đam to quá. Rất là khác với lại những cái sức mạnh mà mình từng sử dụng qua nha. Trời, mới đây còn xíu máu kìa. Vãi thiệt. Thời gian mình tiêu diệt là 2 phút 10 giây. Nhanh đó chứ. Được 79 viên kẹo anh em ạ. Đa số mình thấy nó rơi là 70 mấy 80 viên vậy không á. Nên cái việc mà anh em kiếm vài nghìn viên kẹo để đổi sức mạnh thì cũng không tới nỗi là khó lắm đâu. Gặp những cái bạn nào mà mạnh mạnh á thì tiêu diệt con boss có thể còn nhanh hơn mình. Đây, giờ thì mình sẽ xài chiêu và đổi sang những cái sức mạnh khác sử dụng cho anh em xem nha. Đấy, khi mà đổi sang sức mạnh khác thì chúng ta sẽ biến trở lại bình thường anh em ạ. Rồi mình phải kích hoạt lại Susanoo nữa. Nói chung nó khá là bất tiện nha. Nên mình nghĩ nếu mà có xài Susanoo của Itachi thì để một cái dạng này đánh thôi cho nó nhanh. Chiêu thức mình thấy nó hồi cũng vèo vèo anh em ạ. Chứ như thế này tốn công không? Đổi sang sức mạnh khác là biến cho lại người bình thường liền à. Nãy ở dạng Susanoo mình đánh cũng vèo vèo chứ có chậm đâu anh em. Để coi lần này được bao nhiêu kẹo. Nhanh gọn lẹ luôn anh em ơi. Bay màu đi nhá con boss kia. 1 phút 10 giây. Nhanh hơn lúc nãy nhiều anh em ạ. Thôi ra bên ngoài. Sức mạnh Susanoo này đỉnh đấy. Anh em ráng lấy trong cái sự kiện Halloween này đi nha. Nếu mà qua cái sự kiện này thì anh em sẽ không thể lấy cái sức mạnh này được nữa đâu. Tại vì nó không có bán trong shop anh em ạ. Nó chỉ bán trong cái sự kiện Halloween này thôi. Nói thiệt với anh em, lúc đầu mình cứ tính đâu là cái sức mạnh Susanoo của Itachi nó bị lỗi không á. Mới vừa mua ra thì nó kiểu như không có bất cứ một cái chiêu thức nào cả, toàn lóc hết trơn luôn. Nhưng mà sau khi coi lại thì cần phải đi thức tỉnh, nó mới mở phá cho cái chiêu full Susanoo nè. Biến hình thì mới xài được những chiêu khác. Anh em thấy cái sức mạnh này như thế nào? Cái con Susanoo nhìn khá là chi tiết và đẹp luôn á chứ. Thật sự. Nhưng mà nói thiệt, mình vẫn có một điểm không hài lòng bởi cái tựa game này, đó chính là về cái phần âm thanh.
Thật sự nhìn chiêu thức tôi rất là hầm hố nhưng mà sử dụng chả nghe một cái âm thanh gì cả nè mọi. Hay là vì lý do bản quyền ta? Nhưng mà chắc không có đâu nè mọi. Tại vì anh em thấy những cái sức mạnh trong cái tựa game này làm rất rất là giống với lại anime luôn. Nếu mà do bản quyền thì game này đã sập từ lâu rồi nè mọi. Cái này mình nghĩ chắc là do bên admin không có người làm âm thanh hay sao á. Mà thôi kệ đi ha. Nói chung mình thì chỉ có không hài lòng điểm đó thôi, chứ mọi thứ khác thì rất là ok. Giờ thì không còn gì nữa, chắc mình sẽ kết thúc video đây luôn ha. Hôm nay chủ yếu là vào sử dụng cho anh em xem sức mạnh Itachi Susanoo toàn chân thể. Không còn gì nữa thì mình sẽ kết thúc video đây luôn. Tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Có gì hay ho hơn, hấp dẫn hơn thì mình vào quay clip cho anh em xem tiếp. Bye anh em.